Về ha Ly, hai con rồi. Nói giá không? Rồi rồi lên xe hai con rồi anh em ơi. Là còn mấy con nữa. Đây ba bê. Này ba bê. Đây ba bê. Với con đó kem, đây ba bê. Này kem. Đít bự quá. Này kem. Kem xám xám sao đó. Ủa ba bê chứ ba bê xám xám lộn. Đây kem. La quá mới về. Đây kem với đây ba bê. Kem. Giá cả thì có gì điện hỏi có anh Chiến á. Anh đang lu bu công chuyện không có nói giá được. Rồi quay dùm chỉ thôi. Có hai con mới về, hai con mới đi. Chín con mới về, hai con mới đi. Đây bốn con nhau là chỗ. Đó, con nào có lưng nấy hải hồng lắm. Đây có con ba bê bự. Đây tấm đàn. Rồi cảm ơn anh em đã xem video này.